những anh em nào mà mình nuôi chim á thì ít nhiều gì mình phải luyện được cho mình một cái tính, gọi là cái tính kiên nhẫn, kiên trì và nhẫn nại. Và tại sao khi Nguyễn nói vậy, tại vì cái cách mà huấn luyện chim á, nó phải trải qua từ ngày, từ giờ và từ tháng, từ năm đó, chứ không phải là anh em mà cứ nói mà dục tốc thì bất đạt á. Nhưng mà ông bà xưa nói dục tốc bất đạt, thì mình nuôi mà mình huấn luyện con chim mà mình làm theo cái phương pháp gọi là nhanh quá, nó không có theo kịp cái tiến độ của mình á, thì con chim nó sẽ đâm ra nó sẽ không hiểu gì hết. Khi Nguyễn xin mến chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog. Thì kênh của Khi Nguyễn Vlog như các bạn đã biết rồi thì mình chuyên nó chủ yếu nó về chủ đề về chim cảnh, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện. Thì Khi Nguyễn cũng muốn đem một số ít những cái kinh nghiệm mà mình có được trong cái quá trình mà mình chăm sóc như em thú cưng, dù thành công hay là thất bại gì đó, thì Khi Nguyễn cũng làm nên những cái video để mình chia sẻ lại những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà mình đã trải qua trong quá trình mình nuôi, để cho những bạn nào mà mới chơi chim hoặc giả đang nuôi chim mà chưa có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong cái việc mà nuôi chim, thuần chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt. Và Khi Nguyễn cũng có tham gia cũng như là thành lập một số những cái hội, những cái diễn đàn về chim cảnh. Thì Khi Nguyễn cũng muốn mình được làm một cái nhịp cầu nối để mà kết nối những anh em đam mê lại với nhau, thì nó sẽ thành một cái hội, và trong hội đó anh em tham gia vào thì nó rất là nhiều mặt tiện lợi. Và mình có thể là đặt những cái câu hỏi của mình, những cái vướng mắc của mình xung quanh cái việc nuôi chim, để cho những anh em nào mà đã nuôi chim lâu thì họ sẽ giải đáp những cái thắc mắc của mình một cách rất là chi tiết và cụ thể. Thì những cái hội, những cái diễn đàn mình mời anh em tham gia thì hoàn toàn là miễn phí nha, không có mắc một khoản phí gì hết. Các anh em cứ vào đó tham gia và chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi chim của mình cho nó vui, cho cái thú vui của anh em mình nó được hoàn hảo hơn thôi, chứ ngoài ra không phải mắc một khoản phí gì hết. Thì cái chủ đề ngày hôm nay Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với anh em và mọi người về cái chủ đề cũng khá là nan giải đối với những anh em nào mà nuôi chim. Thì theo như bạn biết, nuôi những cái dòng chim nói chuyện thì mình phải làm sao để huấn luyện con chim mình nó nói chuyện được, là lúc đó cái người nuôi chim mình mới thành công. Nếu mà các bạn nuôi mà những em chim nhồng hay em chim sáo, em chim cửng hay là em chim két hay gì đó, mà nuôi trong vòng mà từ 1 năm trở lên mà nó không biết nói chuyện thì đó cũng coi như là một cái thất bại của những người nuôi chim mà. Cái thất bại này á, là cũng có rất là nhiều anh em gặp phải rồi, chứ không phải là riêng một số người đâu. Thì họ nuôi chim, họ huấn luyện chim nhưng mà không có đúng phương pháp, không có đúng kỹ thuật, thì con chim mình nó sẽ đến đến cái thời điểm mà trên 1 năm nó không biết nói chuyện là nó sẽ trở nên là lì luôn, mà nó không nói chuyện được luôn. Là lúc đó mình nuôi là chỉ để, một là bạn làm cảnh, còn hai là bạn cứ nuôi nó rất là tốn công và tốn sức, thậm chí là tốn cả tiền nữa, tại vì cái tiền mua thức ăn này nếu mà dồn lại cũng khá là nhiều. Một bịch thức ăn của nó thì có thể là tầm 15, 18 hay 20 ngàn một bịch thôi, nhưng mà mình cứ dồn dồn lại 1 năm, 1 tháng thì nó ăn khoảng chừng 1,5 bịch, 2 bịch đó. Các bạn cứ dồn lại 1 năm là nó sẽ ra cái số tiền là cũng khá là lớn. Cho nên là những anh em nào mà mình nuôi chim á thì ít nhiều gì mình phải luyện được cho mình một cái tính, gọi là cái tính kiên nhẫn, kiên trì và nhẫn nại. Và tại sao Khi Nguyễn nói vậy, tại vì cái cách mà huấn luyện chim á, nó phải trải qua từ ngày, từ giờ và từ tháng, từ năm đó, chứ không phải là anh em mà cứ nói mà dục tốc thì bất đạt á. Nhưng mà ông bà xưa nói dục tốc bất đạt, thì mình nuôi mà mình huấn luyện con chim mà mình làm theo cái phương pháp gọi là nhanh quá, nó không có theo kịp cái tiến độ của mình á, thì con chim nó sẽ đâm ra nó sẽ không hiểu gì hết đó. Thôi để trở về với cái chủ đề hôm nay, thì Nguyễn nó muốn nói dài dòng để nhấn mạnh với các bạn một cái thời điểm vàng để các bạn tập cho con chim nó biết nói chuyện.
và cái phương pháp tập nói chuyện như thế nào, thì mời các bạn hãy theo dõi cái video của mình ha. Thì có rất là nhiều anh em hỏi mình là cái thời điểm mà thích hợp để tập cho con chim, nó huấn luyện cho con chim nó biết nói chuyện là thời điểm nào. Thì thưa với các bạn rằng là cái thời điểm thích hợp nhất để tập cho con chim biết nói chuyện là thời điểm nó mới biết tập ăn, mà nó mới biết tự mổ thức ăn chứ, nó biết tự mổ thức ăn ha. Thì nó trải qua cái giai đoạn đầu là mình mua từ chim non về á, là mình sẽ đút cho nó, mình đút cho nó tới khi nào mà nó đã biết tự mổ thức ăn rồi thì bắt đầu mình sẽ quay sang cái quá trình mình sẽ tập cho nó. Tại mình cứ để thức ăn và để nước uống vào thì nó sẽ tự ăn tự uống, thì lúc đó mình không cần mà theo dõi cái quá trình mà nó ăn uống nữa, mình sẽ chuyển sang cái chế độ là huấn luyện nó nói chuyện đó. Cái thời điểm đó là bắt đầu từ thời điểm mà nó biết mới biết tự mổ thức ăn, thì mình sẽ cho một là mình sẽ ngồi mình nói trực tiếp với nó, giống như gì các bạn có thể là mình cầm mồi sống hoặc giả sâu bọ hay là dế gì đó, thì mình cứ cầm mồi sống mình đưa cho nó và mình cứ dạy nó chào khách hay là cái tiếng gì đó các bạn muốn dạy nó ban đầu thì cứ các bạn cứ dạy, nhưng mà chỉ một từ hoặc giả hai từ thôi, có thể là chào khách hay là có khách gì đó, hay là mẹ ơi hay là ba ơi đó, các bạn muốn dạy nó từ nào thì bạn cứ dạy tùy thích. Khi nào mà mình thấy nó nói chuyện sỏi rồi, thì mình sẽ chuyển sang cái từ thứ hai, nhưng mà cái từ thứ hai này nó phải liên quan tới cái từ thứ nhất. Giống như mình dạy từ có khách, thì cái từ thứ hai mình dạy có khách, ba ơi có khách hay là mẹ ơi có khách gì đó, thì nó sẽ hiểu thêm được là một từ nữa, và cái từ còn lại nó cũng đã thuộc rồi, thì nó sẽ nhanh thuộc cái từ thứ hai hơn đó. Thì bạn sẽ kết hợp ha, các bạn kết hợp, nếu mà nó biết đã biết nói chuyện rồi thì bạn muốn dạy nó từ nào cũng được, còn nếu mà nó mới biết nói thì bạn cứ tập cho nó từ từ thôi. Bởi vì khi Nguyễn nói các bạn nuôi chim này là mình phải có được cái tính kiên nhẫn, kiên trì. Có nhiều anh em cũng đã gặp thất bại, các bạn đã gặp thất bại trong cái quá trình mà huấn luyện của chim nó biết nói chuyện. Thì nếu mà anh em thực hiện đúng phương pháp và đúng theo cái lộ trình, thì con chim mình đây, con chim cưỡng của mình là mới tầm 7 tháng mấy là nó đã biết nói chuyện rồi. Mình có nuôi một em cưỡng, một em nhồng và một em sáo. Thì hiện tại em nhồng nhà mình thì mình mấy video trước mình cũng có chia sẻ với bạn là mình cũng sơ ý là mình mở cái lồng lên gì thì nó không sẽ không bay, mà mở lồng lên gì nó sẽ không chui ra, và mình cũng tưởng đâu là nó quen cửa quen nhà rồi. Với lại bữa mình có đem ra ngoài mấy hiên nhà mình chơi á, rồi có rất là nhiều người qua lại, nó cũng quảng quá rồi. Mình mới bắt nó ra để mình chơi, mình nghĩ là nó quen, rồi mình bắt nó ra thì nó đã bay mất, thì cũng khá là tiếc. Nhưng mà khi Nguyễn cũng không có nói chung là mình vừa tiếc nhưng mà mình vừa vui, đó là mình cũng làm được một việc đó, cho giống như là mình đã phóng sanh được một con chim mà. Thì tuy không nói là mình tự nguyện, nhưng mà trong cái thâm tâm của mình cũng khá là vui. Tại vì có thể nói là mình nuôi mình nhốt nó hoài thì cũng khá là tội, thì mình thả ra giống như mấy con chim nhà mình cũng có làm video đó, là mình cứ thả nó ra xung quanh nhà cho nó chơi vài ngày, thì mình cứ thả nó ra một lần cho nó chơi thôi, thì nó cũng con cưỡng với lại con sáo thì nó không bay đi đâu, chứ mà chỉ có con nhồng là nó bay đi thì mình cũng khá là buồn, tại vì con nhồng nó cũng khá là mắc tiền, cho nên là thôi cố gắng năm sau mình sẽ tích góp lại, mình mua em khác về mình nuôi, và mình làm những cái video mình chia sẻ cho các bạn đó. Quay trở lại với cái chủ đề hôm nay, thì khi mà con chim nó đã biết tự mổ thức ăn rồi thì bạn sẽ cố gắng bạn tập cho nó. Thứ nhất là mình có thể ngồi nói chuyện trực tiếp với nó, đưa sâu đưa dế đưa mồi sống cho nó ăn, hoặc giả nếu bạn muốn tập nữa thì bạn cứ lấy hết cám ra, xong rồi bạn cứ canh tầm khoảng chừng 2 tiếng 3 tiếng mình đưa cám vào như vậy đó. Thứ nhất là mình sẽ làm cho con chim mình nó dạng với chủ nuôi. Thứ hai là mình đưa vào cho gì nó cho nó ăn và mình tập nhá, có khách đó, thì mình sẽ tập cho nó như vậy. Và tốt cái cách tập thứ hai là mình sẽ thu âm vào cái máy. Thì nói chung mình có rất nhiều anh em á, là họ bán cái lo để bẫy chim á, thì họ khuyên là nên dùng cái lo bẫy chim, nhưng mà
đối với những người mà đi bẫy chim gì đó thì họ sẽ tiện lợi hơn trong cái việc mà vừa sử dụng để bẫy chim vừa sử dụng để huấn luyện chim á, thì họ tiện. Còn đối với những anh em mình ở nhà thì mình không không đi bẫy chim, mình chứ cũng không cần chi cái lo mà phiền phức đến nỗi là phải mang vác cái lo rất là to to tầm tầm này, giống như cái radio mà nhỏ nhỏ ấy đó. Thì đây cái điện thoại của bắp thôi, 300 hay một giả mua cũ cũ 200 mấy, là bạn có thể nhớ có ghi âm vào đây, là mình cứ nhờ một em bé, nhờ một đứa trẻ thôi, đứa trẻ khoảng chừng 8 9 tuổi, con nít là nói chung từ từ 8 9 tuổi trở lại thôi, hoặc trẻ 10 tuổi cũng được đó, tầm độ tuổi đó nó biết nói gõ thì mình cứ nhờ đó ha. Đây khi Nguyễn có nhờ con mình nè, các bạn nghe nói cái từ có khách đó, đây là giọng bé trai ha, đó đây là giọng bé gái. Thì đó bạn bạn nghe mình cứ mở cái phần ghi âm lên đó, là mình cho con mình nó ghi âm vào đó, và mình sẽ dạy nó bằng bằng những cái tiếng mà của những đứa trẻ, con chim mình nó sẽ dễ học hơn, tại vì cái giọng của con chim là cái giọng trong, cho nên là nó thích những người nào giọng trong. Còn cái giọng của người lớn mình giống như là nó có nhiều bass quá thì nó nghe nó ồ ề quá, nó con chim mình nó sẽ không 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 có mà học nó hay được bằng cái giọng của cha em bạn. Thì nếu mà mở máy này á, các bạn có thể là mở cho nó nghe buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, nếu mà ai có thời gian cứ mở 24/24. Con chim mà các bạn đừng có sợ con chim nó bị chết hay bị gì hết, các bạn cứ mở cho nó nghe suốt, tại vì người ta nói là mưa dầm thì thấm dây, mưa lâu thấm đất vậy đó. Thì đó các bạn cứ mở cho nó nghe khi nào mà nó chán chường rồi đó nó sẽ thuộc, tại vì những con chim này là tầm là nó người ta nói là học vẹt, là nó không nhớ, nó ai nói qua thoáng qua thì nó học được thôi. Còn nếu mà mình đã dạy nó, mình đã huấn luyện nó thì mình sẽ nhồi nhồi sâu vào 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 cái đầu đó để cho nó nhớ cái từ đó, là nó mà nhớ được rồi là nó nhớ rất là dai. Khi nào mà nó biết nói rồi đó, các bạn treo ngoài mái hiên hay treo ở ngoài sân vườn, người ta đi qua là người ta nói câu nào thì nó nói câu đó, thậm chí chó sủa nó sủa theo, hay là còi hú xe chạy nó cũng nó làm theo đó. Thì khi nào mà nó đã biết nói chuyện rồi thì bạn cứ dạy cho nó giống như là dạy cho nó học vẹt được. Còn bây giờ nó đang học á, bạn cứ nhồi nhồi cho nó, thì nếu mà các bạn nhồi đúng phương pháp, đúng cái kinh nghiệm thì khoảng chừng 6 hoặc giả 7 tháng nó sẽ biết nói chuyện, biết nói và nói rất là rõ đó. Thì một số cái điều mà Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với những anh em nào mà mới chơi hoặc giả đang chơi chim mà chưa có những cái kinh nghiệm, thì thông qua cái video này Khi Nguyễn cũng xin kính chúc tất cả các gia đình trên mọi miền đất nước thì được một cái hưởng cái một mùa xuân 2022 an lành, vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thôi Khi Nguyễn cũng thân mến chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha, chào tạm biệt mọi người.